này bên kia nó đông này, chị tỏ tiết này chuẩn thật đấy nhỉ, đấy to đó là phân tích cả hai người ấy là mà tiết sợ không màu nó khác ngày mới đấy nha, to quá ẩm hết cỡ. Mời mọi người nha. Rồi, mời lại đây. Úi dồi, to. Úi to đấy. To ăn nên hấp dẫn. Sáng đến ăn bát tiết nó mát ruột. Ngon. Ừ. Khô này đánh nó hấp dẫn này. Nó lâu nó ra là làm bát tiết nó rực rỡ. Nếu cái hành khô nó tự đánh tự xử. Đấy. Quấy xong cái đồng này. Cái này tiết nợ nên nó quá rồi. Nước của tiết rồi. Dạ, không còn gì. Chấm còn cái gì còn có thế đấy. Còn rất nhiều. Rực rỡ. Đấy, xong bát này bát kia nó đông này. Chị tỏ tiết này chuẩn thật đấy nhỉ. Đấy, con này tiết chuẩn đấy bác bảo tôi ạ. Nó tiết chuẩn lắm, đánh xong bát này đông luôn. Quá chuẩn. Đến thầy nào đi hỏi giờ. Rồi, chào đã đến nha, anh em lại làm một món tiếp cảnh huyền thoại để chia sẻ cho tất cả đã đến xem. Sáng bình dân đây là tươi sáng. Đấy đông luôn này, nhìn này. Có phải là mình rời tay bát này bát kia đã đông. Bốn cái chủ nhật. Được chưa? Chuẩn rồi. Hai bát đã đông cứng. Đúng bát luôn. Cứ coi chủ nhật thường ngày. Cầm cái đoạn ra nó chắn luôn này, nó ngồi này. Hello mọi người, chào buổi sáng nha. Chào buổi sáng rồi. Tiểu quý. Đây. Sầm đấy, ngâm. Anh em đi ăn sáng này. Tập này thì uống vừa tầm thôi, uống nhiều là không tốt, nó nảy bụng. Ôi dồi. Đây rồi, tự pha rồi, ôi dồi ôi. Để ra. Ai bây giờ. Nhắm đi thôi. Mình cái này làm miếng rồi. Phổ cho nó hấp dẫn. Lưỡi pha này múc các thứ ngay ở bên dìa đấy. Ròn, ròn. Cái này nóng hổi ra, ăn trần nước nóng này nó mới nóng hổi này. Cái gì ăn nóng bây giờ nó vẫn ngon. Thế nào có phải kẹp, ui dồi. Này kèm hai miếng to quá. Cũng hỏng. Này miếng bé rồi. Ui dồi. Cũng hỏng ăn nó giòn. Mời mọi người nhá. Hôm nay còn có cả cuống bong bóng cơ. Đâu nhỉ, tìm cuống bong bóng cơ. Và tôi bảo thái nhiều lắm. Đây này. Đây. Trông như cái chàng này. Đấy. Đây nhỉ. Tiết canh hồng lợn ăn mới cuống đóng bong bóng này. Cuống bong bóng lợn. Hôm nay món nạ. Món nạ. Ngon đấy, ngon hơn cả chàng, ăn nó chả, cuống bóng, nó ở dưới, nhiều, bà thái cuống dài, anh đây cuống, đấy, u rồi, này dưới nhà, ta củ, thái nữa, đấy, cuống bóng, ăn cái chả nó ngậy mà nó thơm, rất ngon, đấy. Cả nhà không biết ăn. Người nhà này, thử thức cái món này với nhà gì này. Đó, cuống bóng này ít người đừng ăn đấy, không phải cả con lợn mới có một đoạn bé, độ khoảng 20 phân, 15 phân. Ừ. Ngon nhỉ. Đi làm, đi đâu xong rồi. Hôm nào bà Tươi còn cái cuống này để dành nhá. Cuống bóng này. Đấy, cái đấy nó ngon mà, chảo ăn rất ngon mà. Ngon. Vừa mềm vừa lại ngọt. Rồi, mềm ngọt giòn. Cái này, mấy cái này ăn nóng này là gì này? Có để con đi bớt lại cho phần. Cuống bông bóng này còn cuống tim. Mấy loại cuống nhỉ? Cuống tim. Đây còn có là mời nhà đại đỉnh cái món cuống tim ngon ẩm. Ăn giòn quá. Ừ, ngon quá tuyệt vời luôn. Toàn kẹp hết. Đấy. Ừ. Sáng chết sáng chết sáng không sáng sao nó ta
Chiều qua nó vẫn ngồi uống bia cơ mà nhỉ? Nó có lòng già. Đấy, lòng già ngon. Thế mà hôm nay đã lại nghe thấy gọi nghe rồi. Thế ngày chết gì vậy? Không người đâu chết thì mấy nhằng ấy là đi rồi. Ui đấy, ui đoạn này nghe mới ngon này, giống tai biến nhanh lắm rồi. Thì giống nó lúc nó tai biến ở đâu vẫn tỉnh, nó vẫn điện cho được hết đi. À, ăn ngọt gan gan. Thế thế là ở vấn đề đây. Nhớ mạnh lên cho nó nóng hổi. Chưa được vào. Ngọt ngon. Toàn với được cái này. Vợ ông thật thà. Vợ nó kém. Thế nhưng mà con vợ nó thì bây giờ lại gì rồi. Vợ đơ đơ. Đấy vợ thôi. À thế là chưa cho vợ biết à? Chưa. Vợ đi xa còn nạc, về còn nạc. Nói chung là vợ chỉ nghĩ lúc đấy thôi, nhưng mà lại thôi. Đâu lại thôi. Không lại nghĩ như người khác rồi. Đâu, ăn. Làm cái này ngon quá cả nhà. Mẹ ăn từ từ từ. Xin mời ra đây nhá. 15 cộng với 15 là bao nhiêu? 15 cộng với 15 là bao nhiêu? Còn tan. Ừ, phát tiết. 15 cộng với 15 là bằng 20. Cứ về kể. 2 miếng nó mới sướng đời ta điền. Đấy. Tác nhỉ? Mẹ đúng rồi. Số giờ định. Số trời định rồi là nào yếu nhỉ? Chỉ đến đấy là mà thôi. Thầy uống mà đi, thầy bảo là anh tôi có sự lắm, tôi uống là uống, tôi đi để tôi đi làm, thế là thầy uống mà đi, tối chết. Thế không biết nhưng mà lúc chiều lúc 4 giờ là ngồi với em. 9 giờ tối. Hơn 9 giờ tối là bắt đầu cho đi đến đường về nhà 10 giờ. Rồi cái cay kèm theo nó mới nó mới đúng vị. Thế là em lúc ngồi uống bia với em ấy là hắn uống hết một cân. Sầm ngon là khác, người đẹp mầm. À, thế rồi ta tiếp. Cái nhà. Mấy miếng này ngon. Giòn tan luôn. Miếng này ăn ngon đấy. Giòn mà không thể nào tả được luôn. Rồi, mời là định. Ăn nó giòn vẫn ngon. Ngon, giờ đến là chú Nghĩa sử bát tiết canh huyền thoại. Rồi đánh bằng nước nóng ngon. Có cả hành hết các thứ đầy đủ. Công ty là nó không biết có đông không nhỉ? Thử xem đông nhỉ? Kiểm tra tiếp. Giờ sao? Ớt đi đâu vậy? Ớt rồi. Làm không đưa. Bát tiết huyền thoại. Không không ngon, không được cái gì. Là nhưng mà không no. Khắc. Mời mọi người nhá. Rồi mời lại đây. Tò đấy. Tò ăn nên hấp dẫn. Đang đến ăn bát tiết nó mát ruột. Ngon. Ngon này cành đào. Chi tiết là phải có thế này nó mới gì được. Đưa đi cái cay vào cho nó hấp dẫn. Chiều qua vẫn ngồi uống bia. Dao cùn hơi là nhạt. Tai biến à? Nó bảo vệ ở dưới chỗ khu đạt hơn như bảo đấy. Ông mình vào mình đi hỏi dò nó để vào cái chỗ khu gì xây đấy. Thế nó ngồi chung chung đang ăn mì tôm. Chiều qua thì vẫn đi xe về. Giòn sật.
À, thế à. Okay. Chiều hôm qua vẫn ngồi uống bia với bọn em đây, chứ đâu thế. Nói gì phải xa lạ nữa mà. Chiều tối qua vẫn uống bia với thèm, uống xong mới hồi hớp lại đưa cho thèm uống tạm. À, nhưng dạ. Mà cái giống tay biến này thì nó không thể sắp muối. Và cái quán nhỉ? Xấu đấy. Và xấu đấy. Nó đi bảo vệ đấy, là bữa sáng nó gói bị đun đấy. Nhưng mà cái dòng chơi bời là ta cứ nghĩ là ta nghĩ là chẳng hiểu được. Đây là phát hết luôn. Hết luôn. Hết luôn là vậy là xong ba tiết buổi sáng ngon lành kinh đảo. Ta biến bà về đến đây toàn thưởng thức thèm từ nãy giờ nước miếng cứ ròng ròng. Tô lòng và đĩa tiết gói mì tôm. Hay rằng tỏi là gì đó. Đấy. Chả không chồng nọ vợ kia nhỉ. Giữ viên. Thằng này có khi trâu nó còn đạp đầu. Chanh. Vợ đẻ luôn. Ok, cái này. Chào mừng buổi sáng bát tiết. Các bác bỏ cái này chồng họ vợ kia này là dùng để cả không lấy. À, cái loại ngon quá. Đầu đường xó chợ nhau luôn. Đúng rồi. Người ta diễn viên gì bằng. Đấy, to. Đó là phân tích cả hai người biết là mà có tiết sợ không màu nó càng ngày mời đây nha to quá ầm hết cỡ. Thì là nó hay cái trò hôn nhau ôm nhau đấy. Đấy. Càng bát. Thằng ba vạ này là nó gốc Ninh Bình đấy. Đã ăn là phải ăn to. Ba tiết thì làm được khoảng 3 phát. Giám đốc mời tất cả gia đình ầm. Một đạo diễn là vẫn về nhiều vậy. Không. Ngon quá nhỉ. Lốt mà nó miếng mười mười đỉnh không phải Xuân Bắc ẩm luôn phát nữa nó Xuân Bắc cơ mà Tiến Thắng này rồi thằng Quốc Khánh này. Đấy. Thì hôm nay là anh em chia sẻ tiết canh nồng lợn buổi sáng cũng xin tạm dừng đây nha. Hẹn các bạn video còn sau. Đấy. Lê Toàn còn làm tôm với tôm nữa. Tiết mì tôm nòng đủ hết gia vị. Chào đây nha, hẹn gặp nhà thằng Cấn tiếp theo, nhiều người rất nhiều.